Gần sát với cuộc ra mắt rạng sáng nay tại nước Mỹ, ngay 10 giờ sáng nay tại tòa nhà Vitexco thành phố Hồ Chí Minh, Samsung Vina đã chính thức công bố mẫu smartphone màn hình gập có tên là Galaxy G Flip tại thị trường, gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông. Tại sự kiện lần này chính là mẫu smartphone có kiểu dáng nhỏ gọn như một chiếc hộp trang điểm. Bên cạnh việc khắc phục những nhược điểm của người tiền nhiệm như là màn hình nhựa dễ bị trầy xước, thì model này còn được chú ý khi mà giá bán ra từ 36 triệu đồng. Với thiết kế màn hình gập bằng kính đầu tiên, thực sự bẻ cong các giới hạn vật lý, Galaxy Z Flip sở hữu thiết kế táo bạo và sành điệu, vốn dành cho những người muốn sử dụng thiết bị công nghệ hàng đầu như một tuyên ngôn cho gu thời trang cá nhân. Bên cạnh màn hình 6,7 inch có thể gập lại và nằm gọn trong lòng bàn tay của người sử dụng như một phụ kiện thời trang, công nghệ bản lề ẩn cùng giao diện người dùng được thiết kế riêng của Galaxy Z Flip mang đến một xu hướng lưu giữ, chia sẻ và trải nghiệm những khoảnh khắc tinh tế của cuộc sống mà không cần chạm vào thiết bị. Zilip thì cái ấn tượng nhất chắc chắn là về phần màn hình gập của cái sản phẩm này rồi. Đối với giới công nghệ mà nói thì cái thiết kế màn hình gập đã là một cái điểm ấn tượng, nhưng mà đối với phái nữ giống như em thì cái này nó lại càng thu hút hơn nữa, bởi vì nhìn sơ qua thì cái chiếc Zilip này trông rất là giống một cái vật dụng quen thuộc của nữ, đó là một cái hộp phấn trang điểm. Ngoài ra thì có một cái điểm rất thú vị là cái màn hình phụ này khi mà mình thao tác thì có thể sử dụng để xem mình selfie như thế nào một cách trực tiếp luôn, rồi có thể thay thế cho tripod khi mà mình chụp hình, mình không cần tới tripod, chỉ cần dựng một cái góc vuông như thế này thì cũng có thể dễ dàng chụp được những cái tấm ảnh như ý muốn rồi. Dòng sản phẩm Galaxy Z Flip sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản màu đen kim cương và tím thạch anh, với bộ nhớ trong 256GB cùng giá bán lẻ đề nghị là 36 triệu đồng. Chương trình đặt hàng trước sẽ được chính thức khởi động vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 cho đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc.